chuối cười. Chim gọt sạch. Tại sao mình lại đặt tên là chuối cười vậy em? Cuộc sống là nó nhiều cái bon chen vất vả quá, nhiều khi áp lực ra. Nên là thôi, chuối cười là cho vui vẻ. Tinh thần lúc nào cũng lạc quan. Xin chào tất cả mọi người. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở địa chỉ là số 196D đường Xóm Chiếu, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Và hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi ăn một món khá là lạ nha. Đó là món chuối cười. Đây là cô chủ này các bạn. Em tên gì đấy? Em tên Lành. Em Lành hả? Dạ. Cái món này em bán đây lâu chưa? Món này em mới bán à? Bán đây từ trước Tết. Trước Tết. Dạ. Bây giờ hả? Dạ. Đây là chuối cười, chuối chiên giòn sạch. Tại sao mình lại đặt tên là chuối cười vậy em? Cuộc sống là nó nhiều cái bon chen vất vả quá, nhiều khi áp lực anh. Nên là thôi, chuối cười là cho vui vẻ, tinh thần lúc nào cũng lạc quan. Ở đây là hai chị em hả? Là... cũng là bạn luôn anh ạ. Hai bạn. Dạ. Ở đây là cái quầy là một mình em hay là của hai người cùng với nhau? Cái này là của một mình ạ. Của mình em hả? Dạ. Hiện tại thì một mình. Thế như là bây giờ anh đang vừa thấy là cái này bắt đầu vừa mở ra vừa bán luôn anh nhỉ? Đúng rồi. Thường thì khoảng 10 rưỡi hoặc kém xíu, thiếu xíu là mình bắt đầu bán. Dạ. Cái này như vậy là mình bán từ... từ 10 rưỡi. Bình thường là bán từ 10 rưỡi đến khoảng 8 giờ tối. 8 hoặc 9 giờ tối. Nói chung là tùy lượng khách. Ế quá thì nghỉ sớm. Cái này hình như là anh thấy là hình như em có thể cho thêm bắp vào thì phải đúng không? Đúng rồi, có bắp với có mè. Trong bột thì có thêm nước cốt dừa nữa. Thơm mà nó béo. À, vừa có bắp vừa có nước cốt dừa. Một cả ngày như vậy mình bán hết nhiều chuối không? Còn bao nhiêu cái bánh? Lúc trước thì khoảng 250 bánh. Còn bây giờ? Bây giờ thì dịch này, rồi mọi người cũng nghỉ học, rồi nó kia thì trên dưới 100. Nói chung là quán mình cũng mới á. Nên là nó lượng khách nó chưa có nhiều, chưa ổn định. Hy vọng là... Thật ra là cái món chuối này rất là lạ nha. Vì anh ăn rất là nhiều chuối chiên rồi, mà anh chủ yếu là có chuối chiên gọi là chuối chiên giòn á. Chiên bột ở đây thì có nước cốt dừa và có thêm cái bắp này, nó hơi lạ này ha. Mè thơm, cái này ăn mình cũng có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Có nghiên cứu gì không? Nghiên cứu dường này là ăn thích ăn cái gì không? Bỏ cái đó. Vâng, thì lúc trước thì cũng có bỏ thêm các loại đậu nữa, nhưng mà ăn thì nó cũng khó cảm nhận. Cái này đậu thì nó cũng là tinh bột rồi, trong đây mình có bột gạo, bột mì rồi. Nó cũng là tinh bột rồi, nên thôi cho bắp với này cho mè vào, thôi. Cho nước cốt dừa nữa. Bán là mình có ship hàng không? Có ship now và Grab. Còn bản thân bán mình có ship hả? À, bản thân cũng có ship. Đông. Ví dụ bao nhiêu phần là mình ship? Thì 10 phần thì ship miễn phí. À, còn nhiêu phần là ship mất tiền? Có đúng rồi, tiền xăng. Có, mình có tính theo ví dụ như chu vi khoảng bao nhiêu, diện tích khoảng bao nhiêu không? Hay là... Thường thì khoảng ship vòng vòng đây thôi. Ví dụ như đây là quận 7, quận 4, quận nhất, quận 3 gì đấy. Ví dụ mình đi xa quá thì chuối của mình nó cũng bị mềm, nó cũng không ngon. Cho dù là có lấy ship đắt tiền đi chăng nữa, nhưng mà đến lúc đến đấy thì chuối mình nó không ngon thì nó cũng uổng. Đúng không? Nhiều người thì chiên, người ta chiên chuối hơi hườm hườm, nhưng mà chuối hườm hườm thì nó không ngon. Không có được ngọt lắm đúng không? Đúng rồi, nó dễ chiên nhưng mà ăn thì nó lại không ngọt. Mình xào chuối chín thì nó sẽ ngọt hơn. Tức là phải chín mà có hoa lên luôn đúng không? Càng chín càng ngon đúng không? Đúng rồi. Nếu chín thì nó khó chiên hơn, nhưng mà nó ngon hơn. Đồ nó phồng nó giòn ghê ha. Thường thì buổi sáng thì mình chiên ít một, xong rồi buổi chiều thì mình chiên đầy chảo luôn. Cái này là thường thường là có chiên trước nhiều hay là khách tới không biết làm? Chiên trước thì như em chiên tầm này là khoảng 4-5 cái thôi. Cứ vậy thôi, còn ví dụ như mà buổi chiều ấy, mình nhắm cái lúc đông người thì mình chiên nhiều ra. Chiên nhiều người ta lấy, chứ nhiều khi không kịp. Nhiều người bảo chứ, nhiều người lúc mình chiên không kịp á, bảo chứ chuối cười gì đâu mà như chuối khóc, đợi mòn mắt. Cũng còn nhiều, nhưng mà biết sao được. Chuối ngày xưa quê nhà mình cũng nhiều. Chuối thì cũng, nói chung là chuối toàn nhà cho gà ăn không ạ? À. Đấy, thấy thì cũng phí. À, sao lúc đó có lần này xuống với miền Tây, thấy rất là nhiều người chuối cho gà. Em là người miền Tây hay là người Sài Gòn này? Người miền Đông. Người miền Đông. Nhưng mà chuối miền Đông thì chiên không ngon. Hồi đấy, ví dụ như chuối miền Đông thì nó cháp hơn.
ăn ví dụ chiên liền ăn thì không sao, nhưng mà chiên mà mình để một lúc là nó chát. Chát nên là chuối miền Tây thì ngon hơn. Chuối xiêm miền Tây thì ngon hơn. Cái này có bọc riêng đàng hoàng ha. Tại sao mình không bỏ cái bọc ni lông cho nó tiện? Bọc ni lông thì cũng ăn thứ nhất là nó độc, thứ hai là nó cũng hại môi trường. À. Nhưng mà nói chung thì để trong bọc giấy thì nó sạch hơn, nó thấm dầu hơn. Tại vì cái giấy này cũng là giấy thấm dầu. À. Ví dụ như anh thấy không? Ví dụ như mình mà để bọc ni lông là cái dầu này nó không thấm ra được, nó thấm ngược vào bánh. À. Nhưng mà nếu như mà để như này nó sẽ thấm vào giấy. Tức là nó vừa được lợi cả đôi đường ha. Nhìn nó cũng sạch hơn. Ví dụ cái này mỗi người ăn một cái đúng không? Cấm đâu ăn giấy nó không bị dơ tay nữa. Tức là nếu như mà bọc ni lông thì cũng được, nhưng mà nó dơ. Đúng rồi. Cái này như này thì cũng cảm thấy chuyên nghiệp hơn. Người ăn cũng thích mắt hơn, nhìn sạch hơn. Tính toán cả. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là một cái bánh chuối cười mình mới mua xong này. Nói chung là một cái bánh này nó khá là dài đấy, nó không được lớn thì lớn vừa thôi, khá là dài ha. Thì ở đây mình thấy có một cái điều đầu tiên mình khá là thích, đó là nó được bọc trong một cái túi thấm dầu này này. Thì nó rất là vệ sinh, thứ nhất là vệ sinh, thứ hai là nó cũng trong quá trình mình cầm đi nó lại thấm bớt một lượng dầu nữa. Đấy. Thì một cái bánh như vậy là có giá là 8.000 nha các bạn. Còn mới khá là nóng. Giòn lắm các bạn ạ. Ở trong rất là xốp nha các bạn. Rất là để ý không? Ở trong nó rất là bọc và xốp. Giòn bên ngoài, ngọt bên trong. Có cây béo nhẹ của nước cốt dừa các bạn ạ. Bình thường thì có là chuối thông thường thì chỉ có giòn với ngọt thôi. Còn cái này nó có thêm cái vị béo nữa. Khá là lạ. Ăn cái mè, cuốn cái mè nó cũng khá là thơm. Thật sự là có thêm cái mè á, ăn rất là thơm các bạn ạ. Vừa thơm vừa béo, giòn thơm béo. Cái món này nó khá là lạ. Ăn đúng cái bắp á thì nó có cái vị, thì nó gọi là nó giòn thôi, nó tăng thêm cái độ giòn. Mình không có nhận thấy cái vị bắp nhiều, nhưng mà mình thấy cái vị của cái mè và cái chuối á và nước cốt dừa á, nó rất là rõ ràng. Nói chung là giá một cái bánh chuối như vậy 8.000 thì cũng vừa phải. Khá là ngon các bạn ạ. Nói chung là một cái chuối này thì nó không quá nhiều để cho mình no đâu. Nói chung chuối ở đây là theo mình đánh giá là ngon đó các bạn ạ. Nếu có dịp ghé ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào mua ăn thử nha. Rồi còn bạn nào ở văn phòng thì cũng có thể đặt hàng nha. Ở đây nha các bạn. Ở đây thì người ta có giao hàng tận nơi nè. Nói chung là cái này chắc người ta khi mà người ta làm cái túi này á thì người ta cũng nhắm đến cái tiệp khách hàng, nó là dân văn phòng á. Cho nên bạn nào ở văn phòng á thì có thể là gọi vào số này nha để đặt hàng ăn thử thế nào nhé. Ở trong văn phòng á, lúc ngày xưa mình có làm văn phòng mình biết, ở trong văn phòng mà khoảng 3-4 giờ chiều mà nó đói bụng á, xong bắt đầu đặt chuối chiên thế này nè. Vô trong văn phòng có máy lạnh là ngồi ăn rất là tuyệt vời, ngon lắm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip này nhé. Mình ăn hết, bây giờ mình đi kiếm món khác mình ăn đây.